À, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Vinafor, và hôm nay là ngày mùng 3 tháng 4 năm 2020, đã 3 ngày kể từ ngày cái lệnh cách ly toàn xã hội có hiệu lực. Đấy thì với cái lệnh này thì đương nhiên rồi, công việc cũng phải dừng lại và đến cái xe của mình thì cũng phải dừng lại cho vào bãi. Đấy thì với cái việc mà để một cái xe ở trong bãi tối thiểu là 15 ngày thì nó sẽ xảy ra một vài hiện tượng, ví dụ như là gì, chuột bọ nó vào, nó cắn trong khoang máy này, rồi hết ắc quy, hết hơi. Thì qua video này thì em muốn tư vấn anh chị một vài cách nhỏ nhỏ để mình bảo quản cái xe của mình nó ở trong cái tình trạng tốt, hoàn hảo nhất khi mà đến ngày mình quay trở lại làm việc thì nó không có vấn đề gì xảy ra. Đây, trước tiên thì anh chị để ý giúp em là khi mình đỗ trong bãi thì mình nên đỗ ở một mặt phẳng. Đỗ ở một mặt phẳng để làm gì? Để tránh cho cái việc là cái tải trọng của xe nó phân bổ đều lên bốn bánh, nó tránh việc là nó áp lực lên một bánh nào quá nó sẽ gây hại cho lốp. Đấy. Và giúp em là khoảng 2 ngày thì mình nên ra mình kiểm tra cái khoang máy. Đây, đây là khoang máy của xe. Thì anh chị chỉ nhìn giúp em thôi, ở các cái thông thường với cái xe mình hoạt động rồi ấy thì cái khoang máy này nó rất là nó sẽ bẩn, và nếu như có chuột chạy lên thì nó sẽ có dấu chân, nó sẽ có dấu chân chuột ở các vị trí như này. Đấy, chuột. Mình là xe và mình là ô tô, mình sợ nhất chuột. Đấy, nó mà nhảy vào khoang máy nó cắn là chết dở. Đấy thì xe của mình nên di chuyển cái xe của mình một đoạn. Đấy, vất tức là vừa nổ máy vừa di chuyển khoảng độ 15 phút. Để làm gì? Cái việc này để làm gì? Nó khi mà mình nổ máy lên thì dầu mỡ các thứ này, dầu phanh rồi dầu máy nó bơi trơn động cơ, rồi bơi trơn các cái tổng phanh các thứ này, rồi cái bánh này nó di chuyển thì để nó tránh cái việc là một cái mặt này này, một cái mặt tiết diện này nó ở một chỗ lâu quá nó lì, nó gây ra lì mặt lốp. Đó. Và rồi khi mà mình bật điều hòa lên thì lấy gió ngoài, bật hết điều hòa lên thì để nó hạ kính xuống, thì để là mình hạn chế cái việc là vi khuẩn các thứ nó lên men ở trong xe, nó rất là mùi khó chịu. Và đặc biệt là cái việc này nó rất là quan trọng, là khi mà mình nổ xe lên thì cái xe nó sẽ check cái xe, tất cả các xe ô tô bây giờ khi mà mình khởi động xe lên thì nó sẽ check lỗi của xe. Đấy, cái điều này là cái điều quan trọng nhất, là nó sẽ check lỗi của xe. Nếu như trong quá trình cái xe của mình không hoạt động, thì em chỉ lấy ví dụ đơn giản là con chuột nó nhảy vào nó cắn một cái dây điện ở trong xe thôi. Đấy thì nó cũng sẽ báo lỗi. Thì khi mà xe của mình báo lỗi thì mình sẽ có cái phương án để mình hỗ trợ, để mình xử lý cái xe này, để đến ngày mình đi làm trở lại thì mọi thứ nó vẫn là hoàn hảo nhất. Đấy, và ngoài ra thì anh chị nên mở khoang máy ra xem là có dấu chân của chuột nó dạo chơi trong đấy không. Nếu có phải xử lý ngay, vệ sinh sạch ngay, và nên đặt một cái băng phiến hay cái gì vào trong chỗ máy ấy để đuổi chuột. Đó, thì đấy nó chỉ có một vài cái cách đơn giản như vậy thôi. Để mình bảo quản cái xe của mình trong cái mùa dịch này làm sao cho nó ok nhất, và đến cái ngày mình đi làm lại thì cái xe của mình nó ở trong cái tình trạng hoàn hảo nhất. Ok, và em là Sơn Biên For Thăng Long. Nếu như anh chị có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể là gọi điện, có thể comment vào dưới video này thì em sẽ hỗ trợ quý vị anh chị. Thế ngoài ra thì em cũng có tạo một cái group để hỗ trợ chuyên hỗ trợ cho quý vị anh chị đang sử dụng xe For, group Facebook, và em để ở trong cái phần mô tả của cái video này. Ok, em cảm ơn.